Câu hỏi của Hiếu Đặng: khi quy tam bảo có bắt buộc phải có pháp danh hay không? Nếu có thì khi quy y online làm thế nào để có được pháp danh? Vào thời của Đức Phật đó, ngay cả các vị đi xuất gia với Ngài, không ai có pháp danh được Đức Phật đặt hết đó. Văn hóa đặt pháp danh đó, có trong Phật giáo Nguyên Thủy và có trong Phật giáo Đại Thừa. Nó được hiểu năm nay như là đạo danh, tức là tên đạo. Còn thời Đức Phật thì hoàn toàn không có văn hóa đó. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất có nghĩa đen là con trai của bà Sari, trong tiếng Bali gọi là Sari Buddha, chứ không hề nói đó là Ngài ấy có biệt hiệu được Đức Phật đặt là cái gì đó, gần như là không có. Chứ là pháp danh là chưa đặt ra trong thời của Đức Phật. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống trong Phật giáo Việt Nam, nơi mà truyền thống đọc pháp danh đó rất phổ biến và trở nên quan trọng. Thì tại chùa Giác Ngộ, ai quy với thầy Nhật Từ đó, nữ đó, pháp danh bắt đầu bằng chữ Giác, nam đó, pháp danh bắt đầu bằng chữ Ngộ, ráp lại là Giác Ngộ, cũng là địa điểm mà các vị ấy được chính thức là Phật tử, và cũng là cách để nhắc các Phật tử giá trị cốt lõi của đạo Phật là Giác Ngộ. Thì ngoài cái chữ Giác và chữ Ngộ đi đầu, mỗi Phật tử tại gia được đặt thêm hai từ nữa, thì mỗi một từ đó đó được xem là các phẩm chất cao quý mà thầy muốn nhắn gửi đến cho những người quy với thầy. Ví dụ như Phật tử nào được đặt tên là Giác Đại Hiếu, tức là hiếu thảo lớn, thì nên xem đó như là một cái phẩm chất cao quý bắt chước theo. Do đó đặt thêm pháp danh trong ngày của y là một văn hóa rất hay. Và các Phật tử nào của y mà chưa có pháp danh đó, thì chịu khó liên lạc với thầy bổn sư của mình tại các chùa để biết pháp danh. Pháp danh thường được ghi chép ở trong cái bằng quy tam bảo. Đối với những người quy online tại chùa Giác Ngộ đó, thì để có được cái pháp danh thì quý vị phải đăng ký online. Khi đăng ký online thì các thông tin cá nhân quý vị bao gồm email, điện thoại di động, Viber, Zalo và địa chỉ thật đều có. Thì sau khi quy trong đó thì ban thư ký của chùa dựa vào các thông tin đó gửi pháp danh quý vị qua đường bưu điện hoặc là bằng online.